bằng 55 đúng không? 55 trừ đi 25 bằng bao nhiêu? Kết quả ra 30. Có trùng không với bạn Thiện không? Trùng nhá, bạn Thiện làm đúng rồi nhá. Em đưa cô em thương lại ra 20 cô ạ. Đâu? Tưởng ra 30 mà. Nào, kết quả 30 là đúng nhá. Bây giờ là bạn kết quả tôi bảo bạn ấy bằng 20 thì bạn cứ cãi. Nào, cả lớp xem cái thứ hai nào. Đứa này giỏi lắm. 60 trừ 30. Kết quả là 10. Bạn Thiện làm đúng rồi. Yeah. Bạn Thiện qua vào đây là làm bài đó. Rồi chúng ta xem phép tính thứ 3 nào. 20 cộng 40 này là 60 đúng không? Mà 60 cộng với 20 bằng 80. Đúng rồi đấy. Vâng. Bạn Thiện làm gọi thật. Tí tôi thử nghe cái kẹo nha, cô nha. Ok, cứ chăm chỉ học từ giờ đến cuối giờ là cô sẽ thưởng, có thưởng. Rồi chúng ta xem phép tính cuối nào. 80 trừ 60. 80 trừ 60 là bao nhiêu? Bằng 20 đúng không? 20 cộng với 20 bằng 40. Đúng rồi. Cả lớp 3 ý kiến gì không? Vâng ạ. Bạn Thiện làm đúng hết rồi. Thiện nay học rất là giỏi, ngoan. Lần này bạn Thiện có tiến bộ. Bữa này tôi cứ ăn chậm mút để ăn chịu quá học hay. Rồi chúng ta sẽ làm những cái tính tiếp theo cho quen hẳn nhé. Rồi chúng ta làm tiếp nào.